Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam, và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hội thảo khoa học với chủ đề Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam được tổ chức tại Paris, Pháp. Sự kiện mong muốn tạo được sự ủng hộ hơn nữa cho Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 được tổ chức tại thành phố Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các Phật tử và thu hút những người yêu mến đạo Phật là người Việt và Đức khắp nơi về dự. UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, và câu chuyện của người Chăm giữ lửa cho nghề. Sau đây là những nội dung chi tiết, thưa quý vị. Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam là chủ đề hội thảo khoa học vừa được tổ chức tại Paris, Pháp. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo học giả, cộng đồng người Việt đến từ các nước châu Âu và sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về lịch sử, địa chính trị tại châu Âu. Hội thảo được tổ chức bởi sáng kiến của Ban Liên lạc Người Việt tại châu Âu vì biển đảo Việt Nam. Các bài tham luận mà các đại biểu mang tới hội thảo lần này có nhiều góc nhìn khác nhau về lịch sử, kinh tế, chính trị và pháp lý, các giải pháp xử lý tranh chấp, tham vấn về phát triển kinh tế biển cho Việt Nam để có thể vừa tránh xung đột, vừa giữ vững chủ quyền, đồng thời vẫn phát triển được kinh tế. Theo Ban Liên lạc Người Việt tại châu Âu, đây sẽ là hoạt động mà cộng đồng người Việt tại châu Âu cố gắng duy trì trong mong muốn tạo được sự ủng hộ hơn nữa cho Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Ngày 11 tháng 6, Chùa Lộc Uyển tại thành phố Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Đại lễ có sự tham dự của Quý Đại Đức Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước, trụ trì Chùa Linh Thiếu, Berlin, trụ trì Chùa Lộc Uyển, thành phố Rostock, các sư cô cùng đông đảo bà con Phật tử, những người yêu mến đạo Phật là người Việt và Đức khắp các nơi về dự, mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây hơn 2.600 năm. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và các tăng ni đã hướng dẫn bà con Phật tử và những người yêu mến đạo Phật thực hiện các nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam như tụng kinh khánh đản, niệm Phật cầu gia bị. Bà con và bạn bè người Đức đều hoan hỉ tham gia nghi lễ tắm Phật thiêng liêng. Nhân dịp này, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước đã có buổi pháp thoại chia sẻ với bà con về ý nghĩa của ngày Đức Phật ra đời. Mừng ngày Đức Phật đản sinh, về đây trong lòng tôi rất là cảm thấy mình có một cái gì đó như là mình về tới nhà của mình và nơi chính mình được gặp cha, gặp mẹ. Trong những cái ngày trọng đại này, chùa Lộc Uyển rất là khang trang. Tất cả những người con Phật ở đây thấy về rất là đông. Lễ Phật đản rất là có ý nghĩa, rằng là cái ngày mà Phật đản sanh xuống cõi trần gian này, có nghĩa rằng là Phật chỉ cho chúng sanh. Ở trong kinh Pháp Hoa cũng có nói rằng là Phật xuống trần để mà có nghĩa là chỉ cho chúng sanh rằng là thấy được cái Phật tánh của mình, lúc nào cũng là hoan hỷ và lúc nào cũng là trải lòng ra để sống với mọi người. Sau hơn 4 năm xây dựng, chùa Lộc Uyển sắp được hoàn thành. Dự kiến vào tháng 8 tới đây, ngôi chùa Việt được đánh giá là có quy mô bậc nhất tại Đức và châu Âu sẽ được khánh thành, trở thành nơi nương tựa tâm linh cho đông đảo cộng đồng người Việt tại Đức và một số nước châu Âu. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia 1973-2023, Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam-ASEAN phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân cùng đại sứ Malaysia và giới thiệu hành trình văn hóa thương mại Việt Nam-Malaysia. Hành trình văn hóa thương mại Việt Nam-Malaysia là hoạt động ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu văn hóa Việt thông qua các sản phẩm nông sản của Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác, việc tổ chức chương trình sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, đồng thời qua đó giới thiệu những sản phẩm của Việt Nam và tìm cơ hội đầu tư tại Malaysia. Những doanh nghiệp tham dự buổi gặp mặt mong muốn hợp tác đưa sản phẩm, dịch vụ Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm Hà Lan tới thị trường Malaysia nói riêng và thị trường các quốc gia Hồi giáo nói chung. Thưa quý vị, với chủ đề Tự hào non sông Việt Nam, trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 16 năm 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận. Sự kiện do Ủy ban về người Việt ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ Việt Nam sống và học tập ở nước ngoài trong những ngày hè về thăm quê hương.
Nét nổi bật của trại hè năm nay là các trại sinh sẽ có một ngày tham gia chiến dịch tình nguyện cùng thanh thiếu niên thành phố tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với nhiều hoạt động ý nghĩa như đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng sẽ được tham quan, tìm hiểu văn hóa, kiến trúc của dân tộc Chăm tại Bình Thuận như Tháp Chăm Poshanu, tìm hiểu về ngôi trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Nhật Bản đã có kế hoạch mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình kỹ năng đặc định. Người lao động sẽ được bảo lãnh cho người thân, gia đình sang Nhật Bản sinh sống. Lao động kỹ năng đặc định loại 2 có cơ hội làm việc ở 9 lĩnh vực mở rộng như nông nghiệp, chế tạo máy móc, công nghiệp tàu biển, vệ sinh tòa nhà, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn. Trước đó, nhóm lao động này chỉ có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản trong 2 ngành là xây dựng và đóng tàu. Đây là kết quả đàm phán của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ tháng 9 năm trước. Người lao động đi theo chương trình kỹ năng đặc định số 2 tương đương với trình độ cao hơn, mức thu nhập, các chế độ phúc lợi xã hội sẽ cao hơn, có thể chuyển công ty trong quá trình làm việc. Đặc biệt, người lao động sẽ được phép bảo lãnh cho người thân, gia đình sang Nhật Bản sống cùng và còn có quyền xin thị thực vĩnh trú. Thưa quý vị, làng Virengel cách trung tâm huyện Con Plong khoảng 50 km, 100% là bà con dân tộc thiểu số Sơ Đăng. Do nằm tách biệt giữa núi rừng, người dân lại biết bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nên Virengel hiện còn giữ được nhiều nét đẹp trong kiến trúc, sinh hoạt của người Sơ Đăng và trở thành điểm đến yêu thích của du khách mỗi khi đến Kon Tum. Cảm nhận đầu tiên ở Virengel, ngôi làng của đồng bào dân tộc Sơ Đăng này được bao bọc bởi xung quanh là rừng. Bên trong, những con đường làng sạch sẽ còn là nơi hội tụ của các loài hoa xứ lạnh. Ngoài các loại hoa như đỗ quyên, hoa mua, hoa sim được trồng dọc khắp các lối đi, Virengel còn được biết đến là thiên đường của địa lan. Nhà nào cũng có từ vài chục đến hàng trăm chậu lan rừng. Từ qua cái cuộc sống khó khăn của người bà con á, thì mình nghĩ ra là cái du lịch này cũng là một cái cơ hội là cho bà con là có những cái thu nhập. Nếu mà làm được tốt thì sau này du khách sẽ đến. Thứ nhất là họ sẽ đến tham quan, cái thứ hai họ sẽ ở lại. Như thế thì bà con mình nghĩ ra nó sẽ là có những cái thu nhập trong cái gia đình. Cảm nhận đầu tiên đến đây là rừng rất là còn nguyên sinh. Bà con thì rất là gần gũi, bà con dân tộc Sơ Đăng, các trẻ em rất là dễ mến, rất là xinh. Có đôi mắt đẹp như là Đức Mẹ, nên là rất là ấn tượng. Nếu như mà những người ở thành phố mà đến đây mà trải nghiệm mà ngủ một đêm ở homestay ở đây và hòa cùng cái nhịp sống của bà con dân tộc ở đây thì rất là lý tưởng. Câu chuyện đổi thay của ngôi làng Virengel bắt đầu từ hơn 3 năm trước, với mong muốn tạo ra các làng du lịch vệ tinh cho thị trấn Măng Đen. Nhận thấy nơi đây hội tụ rất nhiều yếu tố để phát triển du lịch cộng đồng. Ngoài cảnh quan không gian, địa thế rất đẹp, nơi đây còn có những nét văn hóa thuần chất của những người Sơ Đăng mộc mạc. Huyện Con Plong đã có đề án phát triển làng du lịch cộng đồng. Chúng tôi xác định xây dựng cái làng này để làm sao đạt chuẩn được ASEAN về du lịch cộng đồng. Thì như thế thì bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất là cái ý thức của người dân. Và làm sao khi các khai thác cái lợi nhuận, cái lợi nhuận của du lịch cộng đồng này, chúng tôi phải chỉ đạo xã cùng với thôn xây dựng một cái quy chế hoạt động rất là chi tiết cụ thể, làm sao lợi ích phải được chia đều hài hòa giữa người dân và người dân ở nơi đây là những người được thụ hưởng cái chính sách này. Mới đây, Virengel cũng vừa được tỉnh Kon Tum công nhận là làng du lịch cộng đồng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển các sản phẩm du lịch của địa phương bằng việc đa dạng hóa các hình thức trải nghiệm cho du khách, tạo không gian kết nối giữa các làng du lịch cộng đồng. Với người dân Virengel, phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Đây còn là cơ hội tốt để người dân thoát nghèo. Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật làng gốm của người Chăm ở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp diễn ra ngày 15 tháng 6 tại tỉnh Ninh Thuận và trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng sức sống của gốm Chăm vẫn được nuôi dưỡng từ chính người làng Chăm. Và một trong những người như vậy chính là nghệ nhân Đàng Thị Tám của làng Chăm Bầu Trúc, tỉnh Ninh Thuận. Nặng lòng với nghề gốm nên nhiều năm nay, nghệ nhân Đàng Thị Tám tình nguyện truyền dạy nghề gốm theo cách của riêng mình. Tuổi ngoài 70, thi thoảng mới dùng điện thoại,
nhưng chiếc điện thoại này thì lại thường được nghệ nhân Đàn Thị Tám giữ bên mình. Điện thoại lưu những bức ảnh mà bà rất quý, đó là những khoảnh khắc khi nghệ nhân Đàn Thị Tám có mặt tại Vương quốc Maroc trong sự kiện UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Mình đi đại diện cho làng Chăm Bảo Trúc mà mình đi giữ ở Maroc á, xác nhận cái nghề nghiệp này, nếu mà sau này khó khăn gì á thì người ta cũng giúp đỡ mình. Mình cứ hoạt động mấy con cháu làm đi. Cả đời gắn với đất, nước và lửa của làng Chăm, làm ra những sản phẩm gốm mà bất cứ ai nhìn vào cũng thán phục. Những nghệ nhân như bà Đàn Thị Tám là vậy. Nhưng hơn cả đôi tay khéo léo, hơn cả sức sáng tạo chính là sự nặng lòng với nghề gốm. Nặng lòng nên cứ thấy ai trong làng bỏ nghề thì lại day dứt. Vì lẽ đó, nghệ nhân Đàn Thị Tám tìm cách giữ lấy nghề theo một lối riêng. Bày cho những phụ nữ khác trong làng biết cách nhào đất rồi nặn ra những bình gốm. Không ai buộc bà Tám phải làm như vậy, và công việc này cũng chẳng mang lại cho bà khoản thu nhập nào. Nhưng bà Tám lại dành hết ngày này đến tháng nọ để truyền dạy nghề, chỉ mong sao những người trẻ trong làng tiếp tục gắn với nghề. Nhiều người trẻ trong làng giờ làm gốm rất thành thục. Họ từng là học trò của bà Tám ở những lớp truyền nghề đặc biệt. Đặc biệt bởi bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, cứ hễ gặp bà Tám là lại được truyền nghề. Họ nhận lấy từ bà cách làm ra những sản phẩm gốm độc đáo và cũng đón nhận từ bà tình yêu đặc biệt dành cho gốm Chăm. Dì Tám truyền nghề như vậy, bây giờ chàng cố gắng mà làm đừng cho bỏ nghề mình. Dù mình đi đâu mình cũng quay về, mình không có bỏ nghề nghiệp mình hết. Làng Bầu Trúc hiện còn 300 hộ làm gốm. Gốm Chăm vẫn sống khi người làng vẫn giữ lấy nghề. Đó là hạnh phúc của những nghệ nhân lớn tuổi như bà Tám. Và ngày nào còn khỏe mạnh, bà lại tiếp tục truyền dạy nghề gốm cho người làng, giữ lửa cho làng gốm Chăm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Thưa quý vị, sức người đã phủ xanh những khu kinh tế tràm có giá trị tiền tỷ ở Cà Mau. Và những nông dân ở đây vừa trồng tràm, vừa bảo vệ mảnh đất rừng được giao khoán. Họ gác kèo ong, bán mật hay thu nguồn lợi cá đồng dưới tán rừng. Từ đó nhiều đồng hộ cũng tìm được sinh kế để thoát nghèo. Đó là nhịp sống dưới tán rừng U Minh Hạ. Quê hương Cà Mau của mình á, nếu mình chịu làm là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là ưu đãi, đặt chúm, đặt lờ, lấy ong, đó là những công việc mà hàng ngày gia đình làm luôn. Quá là tím luôn chị. Đặt lương xong mày hái ra ngổ vô là đó giao thông, bỏ giao thông. Đặt hôm qua rồi dính được cái sặc cái gôn đó nè. Ở đây là cá bổ nhiều. Đấy thùng đấy. Cá này ngon u mềm. Cái màu sống. Vùng đất này là cái vùng đất toàn là người dân người ta trồng tràm, bán được những cái gỗ lớn. Hàng năm nó lại cho những cái đợt phong tràm, đàn ông về rất là nhiều. Rồi, vô. Lỗ này lấy khoảng cỡ 6-7 kg. Nó tuốt ra quá rồi. Chạy. Rồi vậy anh còn chiếc phải không? Rồi mình cắt miếng mật cho mọi người thưởng thức nha. Một tuần vậy cắt được mấy trăm lít. Ngay đợt ong là cắt mấy trăm lít là bình thường à? Được đi xem tận mắt cái ổ ong, những cái ổ ong to, những con ong nó đen bu vô trong đó thì mình rất là vui để tận hưởng cái cuộc sống thiên nhiên, mình sống chậm lại một chút. Nhìn thực tế dở lợp giống như là mình được sống lại cái thời xưa hồi xưa vậy. Vừa khai thác mà phải vừa bảo vệ. Mình bảo vệ đây là mình bảo vệ cho mình và cộng đồng nữa. Ôi, nhìn nó kẹo kìa. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.